Festival Tràng An kết nối di sản là cơ hội để quảng bá tôn vinh hình ảnh miền đất con người cố đô Hoa Lư và các miền di sản với bạn bè trong nước và quốc tế. Vì thế, người dân Ninh Bình đã tích cực tham gia và hướng về sự kiện với niềm tự hào sâu sắc. Là hộ kinh doanh ẩm thực trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, bà Nhàn rất phấn khởi khi lễ hội đường phố sắp diễn ra tại đây. Giữ gìn cửa hàng luôn sạch đẹp là cách mà gia đình góp sức để lễ hội diễn ra thành công. Gia đình tôi cũng rất là vui mừng và chúng tôi cũng đã tự là gia đình đã vệ sinh sạch sẽ cửa hàng và ngoài vỉa hè. Mùa này đang cái mùa nó rụng liên tục nên chúng tôi có quét 3-4 lần một ngày cũng để cho nó sạch sẽ đường phố để lúc nào cũng là xanh sạch đẹp. Cùng với chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, các lực lượng tham gia, Ninh Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự chung tay góp sức của nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, các tổ dân phố xung quanh tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và khu vực nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh được phổ biến thêm các quy định như tạm dừng kinh doanh trong buổi chiều diễn ra lễ hội đường phố, nhắc nhở người thân, khách hàng để xe đúng nơi quy định hay trang trí dọn dẹp khu vực mặt tiền nhà, cửa hàng để làm đẹp hơn cho festival. Chúng tôi cũng kết hợp với các đoàn thể của phường đi ký cam kết các cái hộ dân để thực hiện trong cái ngày diễn ra lễ hội, và chúng tôi cũng có cái Zalo, tôi đưa lên các cái kế hoạch mà diễn ra lễ hội từng cái một cái ngày giờ đấy để cho nhân dân cũng nắm được thực hiện đúng theo cái quy định. Festival không chỉ là dịp các loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của các tỉnh, thành phố được quảng bá, giới thiệu, mà còn là cơ hội để người dân Ninh Bình được thể hiện nét văn hóa thân thiện, thanh lịch. Đây đồng thời cũng là kênh quảng bá hữu hiệu, tăng cơ hội để phát triển, thu hút nhiều thị trường khách du lịch tiềm năng trong tương lai. Do vậy, hơn ai hết, người dân Ninh Bình hiểu được trách nhiệm của mình, cần góp phần tạo nên vẻ đẹp văn hóa cho quê hương. Tôi thì cũng chỉ dọn dẹp lại nhà cửa phía trước ở hiên nhà, chỉ các cái sắp xếp các cái chậu cây để cho hè phố nó sáng sủa sạch sẽ, và cũng rất là mong được đóng góp một chút rất là nhỏ để vào cái hình ảnh con người Ninh Bình rất là thân thiện và mến khách nhân cái dịp festival năm nay ở Ninh Bình ạ. Hướng về sự kiện với tinh thần và trách nhiệm chung tay của người dân, không chỉ góp phần vào thành công của festival, mà từ đó sẽ tạo ra sợi dây gắn kết sức mạnh của cộng đồng để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa ngày càng hiệu quả hơn.